23 tháng 5 năm 2021, ngày hội của toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu của tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đại diện các sở ngành thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, quý 1 năm 2020, cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm gần 8% số vụ, tăng 2% số người chết và giảm hơn 7% số người bị thương. Đối với tỉnh Lai Châu trong quý 1, trên địa bàn toàn tỉnh, xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 28 người bị thương, hư hỏng 4 ô tô và 29 mô tô. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 1 vụ. Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quý 2, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề ra 9 giải pháp, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng bộ ngành chức năng, tăng cường kiểm tra siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, bổ sung hoàn thiện công tác tổ chức giao thông, hệ thống cảnh báo, hướng dẫn lái xe đi trong điều kiện đèo dốc dài, nhiều đường cong. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết nối khai thác dữ liệu, khảo sát hành trình từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam để giám sát và quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm của năm An toàn Giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1A, nhất là trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Ngành giao thông vận tải nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát và điều hành giao thông, ưu tiên việc xử lý khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 9 tháng 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành khối khoa giáo tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện quyết định số 410 QĐTU và tổng kết chương trình phối hợp công tác khoa giáo giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành. Qua 4 năm thực hiện quyết định số 410 và chương trình phối hợp liên ngành về mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chuyên môn trong khối khoa giáo cấp tỉnh đã được chú trọng theo từng lĩnh vực công việc, từng thời điểm cụ thể, từ đó tạo được sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch phối hợp giai đoạn từ 2017 đến 2020. Sau 4 năm triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, nhiều nội dung đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tăng từ 30,7% năm 2017 lên 49,4% năm 2020.
Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở cho 100% xã, phường, thị trấn. Số học sinh trúng tuyển vào các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học tăng qua từng năm. Trong công tác phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Bảo hiểm xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Công tác tham mưu thường xuyên được kiện toàn, nâng cao, đạt được nhiều hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chính quyền có nơi chưa chủ động, chất lượng chưa cao. Việc phối hợp kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp công tác khoa giáo ở cơ sở chưa thường xuyên. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện, giải quyết các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Công tác phối hợp giữa các cấp các ngành có lúc chưa đồng bộ. Sáng ngày 9 tháng 4, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 307 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 do Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức. Thực hiện quyết định số 307 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Từ năm 2007, toàn tỉnh đã thành lập 4 câu lạc bộ hoạt động thí điểm, sau đó được nhân rộng 21 câu lạc bộ, nâng tổng số câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn tỉnh lên 25 với gần 1.100 thành viên. Các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe, chia sẻ, giúp đỡ các thành viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, gần 970 thành viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 175 thành viên được các tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hầu hết số thành viên trong câu lạc bộ được đo huyết áp, khám sức khỏe, tư vấn miễn phí từ 1 đến 2 lần mỗi năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh mang tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với người cao tuổi, khẳng định vai trò vị thế của tổ chức hội và người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ, hoàn thành chỉ tiêu về thành lập mới 47 câu lạc bộ ở 8 trên 8 huyện thành phố để toàn tỉnh có 72 câu lạc bộ. 100% câu lạc bộ được thành lập phải có quỹ tăng thu nhập, ít nhất 50% thành viên được vay vốn tăng thu nhập. Tất cả các thành viên câu lạc bộ được nâng cao sức khỏe và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 9 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia hợp tác xã và 10 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 năm 2021. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Trải qua 75 năm hình thành, xây dựng và phát triển, phong trào hợp tác xã cả nước nói chung và Lai Châu nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từng bước thoát khỏi cơ chế quản lý cũ, hình thành mô hình hợp tác xã kiểu mới, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhiều năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh không ngừng nỗ lực thực hiện tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã không ngừng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 230 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 6.000 lao động với thu nhập bình quân đạt khoảng 48,7 triệu đồng một người một năm. Các hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả. 23 trên 47 sản phẩm của hợp tác xã đạt 3 sao, 4 sao khi tham gia chương trình OCOP của tỉnh. Phát biểu tại buổc gặp mặt, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các hợp tác xã tăng cường phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, tập trung củng cố các hợp tác xã hiện có, tích cực vận động hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững cho các mặt hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao theo vùng, liên vùng,
gắn với chương trình OCOP, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước từ các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để có ngày càng nhiều các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, có uy tín, sức cạnh tranh cao trong nền kinh tế thị trường, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 9 tháng 4, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu, Liên ngành Tố tụng tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp Liên ngành Tố tụng quý 1 năm 2021. Trong quý 1 năm 2021, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đảm bảo các quy định của pháp luật. Trong hoạt động tố tụng, các cơ quan đã phối hợp kịp thời bàn giải quyết tháo gỡ những vướng mắc khó khăn qua từng vụ việc và các nội dung phối hợp đã đề ra, nhất là các vụ án quan trọng phức tạp. Tiến độ chất lượng các hoạt động cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các khiếu kiện tố cáo xuất phát từ những sai sót trong hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những mặt đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021 là tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án quan trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, quý 1 năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ năng lực cho 9 cơ sở có nhu cầu đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, đồng thời đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam phối hợp với các huyện, thành phố trên địa bàn tuyển dụng lao động đi học nghề và làm việc tại công ty. Kết quả đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho 13 học sinh, gồm 4 nghề trung cấp cơ điện, 9 nghề sơ cấp khai thác mỏ. Thời gian qua, các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai với nhiều hình thức như duy trì tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh đoàn đã triển khai các chương trình kết nối nguồn vốn, các chương trình hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, phát triển ý tưởng sản phẩm, quản lý sản xuất. Đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua tổ chức đoàn là 586 tỷ đồng, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương đoàn là 721 triệu đồng, nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là 200 triệu đồng. Qua đó đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của một bộ phận đoàn viên thanh niên, nâng cao uy tín và vai trò của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên trong tỉnh phát triển kinh tế. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, cùng với thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân của xã Bùm Tở, huyện Mường Tè. Số vụ cháy rừng và vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng giảm qua từng năm. Riêng năm 2020, trên địa bàn của xã đã không xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép và không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Diện tích rừng được bảo vệ, phát triển xanh tốt đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ tài nguyên nước. Hiện toàn xã có trên 7.290 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên là 7.262 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,05%. Hàng năm, từ số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp cho người dân có thêm nguồn kinh phí tái đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến thời điểm này, huyện Nậm Nhùn đang duy trì 15 trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận mới một trường đạt chuẩn quốc gia. Phần đầu hết năm học, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 16 trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngay sau khi học sinh đi học trở lại theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn đã tập trung chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung đôn đốc học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần nhằm duy trì và đảm bảo chất lượng của năm học. Từ đầu năm đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được huyện Mường Tè quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua đó, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Đã tiến hành cấp mới đổi được 51 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện giao dịch đảm bảo 38 hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 39 hồ sơ chuyển nhượng sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giảm tranh chấp khiếu kiện về đất đai trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng tồn đọng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nguồn gốc đất,
hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp giấy chứng nhận phức tạp, tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép, chuyển nhượng đất mà không làm thủ tục theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Anh là môn học tự chọn ở lớp 1 và lớp 2, đặc biệt là thực hiện đề án ngoại ngữ đến năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu, tổ chức thực hiện chương trình tiếng Anh 12 năm bắt đầu từ năm học 2020-2021. Tính về tỷ lệ giáo viên hiện đang thiếu một số tiết học, do đó ngành giáo dục thành phố đã có nhiều giải pháp linh hoạt điều chỉnh, cân đối đảm bảo chương trình giảng dạy ở các nhà trường, cũng như là giúp trẻ tiếp cận với môn tiếng Anh ngay từ bậc học mầm non. Trước đây, trường tiểu học số 2 có 2 giáo viên tiếng Anh đứng lớp. Mặc dù số lớp tương đối lớn, học sinh đông, thêm nhiều hoạt động, nhưng với sự nhiệt tình trách nhiệm, các cô giáo vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học. Sang năm học 2019-2020, trước đề xuất của ban giám hiệu nhà trường và đảm bảo không gián đoạn việc học của học sinh khối lớp 1, 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tăng cường 5 giáo viên của các trường trên địa bàn thành phố hỗ trợ. Đồng thời, huy động xã hội hóa từ gia đình học sinh, thuê giáo viên từ các trung tâm tiếng Anh trên địa bàn của thành phố tham gia giảng dạy. Học kỳ 2 năm học này, nhà trường đã có một biên chế giáo viên tiếng Anh điều chuyển từ địa bàn khác về nhận công tác, góp phần duy trì nền nếp học tập cũng như nâng cao chất lượng dạy và học ở bộ môn này. Với cái trường tiểu học số 2 của chúng tôi với số lượng 22 lớp thì năm học 2019-2020 thì chúng tôi có, trước kia là chúng tôi đủ, thế nhưng mà tuy nhiên là năm học 19-20 có một đồng chí giáo viên tiếng Anh xin chuyển công tác sang đơn vị trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Chính vì thế nên chúng tôi đã thiếu một giáo viên tiếng Anh. Thế thì khi mà thiếu giáo viên tiếng Anh như thế với hai số lượng 22 lớp thì được sự quan tâm của phòng giáo dục cũng như là cái bộ phận tổ chức thì chúng tôi cũng đã được nhận sự điều động của các đồng chí giáo viên tiếng Anh thừa tiết ở các đơn vị bạn trên thành phố. Chúng tôi đã tiếp nhận 5 đồng chí giáo viên tiếng Anh về tăng cường tại trường, đảm bảo số lượng tiết dạy cho học sinh môn tiếng Anh không bị gián đoạn. Trường tiểu học Sùng Phai sau khi chia tách về thành phố chỉ có một giáo viên tiếng Anh. Năm học này, nhà trường có tổng số 13 lớp với 251 học sinh ở 3 điểm trường. Đảm bảo thực hiện yêu cầu cho học sinh từ khối lớp 1 làm quen với tiếng Anh. Ngoài việc bố trí cho giáo viên chính dạy vượt 5 tiết một tháng, nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường một giáo viên từ trường tiểu học Kim Đồng hỗ trợ thêm 6 tiết một tuần. 28 tiết một tuần thì cũng gây cho tôi những khó khăn. Ví dụ như là tôi sẽ hạn chế về cái thời gian mà để đầu tư nghiên cứu cho cái năng lực chuyên môn của bản thân, hoặc là cô cũng hạn chế về cái thời gian mà tôi có thể đi thời gian trống để tôi đi dự giờ học hỏi chuyên môn của các đồng nghiệp khác. Và thứ hai nữa là tôi sẽ ít có thời gian để phụ đạo cho những học sinh mà còn đang về hạn chế về kiến thức trong môn học. Vâng, thì bên cạnh đó thì tôi cũng mong muốn là nhà trường sẽ có đủ giáo viên tiếng Anh để đảm bảo số tiết để giúp chúng tôi là sẽ nâng cao được chất lượng môn tiếng Anh. Tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như là đề án ngoại ngữ đến năm 2025 đối với bậc học mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường cho các cháu làm quen với tiếng Anh thông qua phối hợp với các trung tâm uy tín, tổ chức giảng dạy ngoài giờ học chính khóa. Đây là hoạt động trên tinh thần tự nguyện đăng ký và đóng góp của phụ huynh. Đối với bậc tiểu học, tính theo tỷ lệ, thành phố thiếu số tiết ở khối lớp 1 và 2. Trước tình đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động sắp xếp, bố trí giáo viên tiếng Anh giảng dạy ở 2 trường tiểu học hoặc trung học cơ sở, tăng cường tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên môn tiếng Anh các cấp về năng lực ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. So với các huyện khác trong tỉnh, việc thiếu giáo viên tiếng Anh của thành phố vẫn có phương án để khắc phục. Mặc dù vậy thì đây không phải là giải pháp lâu dài, bởi nếu không sớm giải quyết những nút thắt này, hiệu quả, chất lượng, thực hiện đề án ngoại ngữ đến năm 2025, cũng như là triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới khi tiếng Anh chuyển từ tự chọn sang bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12, với mục tiêu giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của thành phố, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng có kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tăng thêm biên chế cho các cơ sở giáo dục của thành phố, đặc biệt là bộ môn tiếng Anh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đang chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ năm 2021. Để công tác phòng chống mưa bão, giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả, huyện Mường Tè đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Trong mùa mưa lũ năm 2020, trên địa bàn huyện Mường Tè đã xảy ra nhiều đợt mưa lũ, gió lốc, gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất của nhà nước và hoa màu của nhân dân. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thống kê tài sản bị ảnh hưởng và có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời. Rút kinh nghiệm từ những năm trước để làm tốt công tác phòng chống mưa lũ, năm 2021, ngay từ đầu, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai, cũng như tuyên truyền người dân cách phòng tránh nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đối với tình hình thiên tai và nguy cơ thiên tai trên địa bàn huyện Mường Tè trong những năm qua và xác định trong năm 2021, thì đối với các loại hình thiên tai xảy ra như là gió lốc, mưa đá, lũ lụt và sạt lở đất trong năm 2020 cũng làm thiệt hại rất là lớn đến hạ tầng đời sống sản xuất của người dân. Thì cụ thể là thiệt hại trên 386 ngôi nhà và phải di dời 21 hộ dân đến nơi an toàn và làm thiệt hại về hoa màu là trên 170 hecta. Trong đó là đối với hạ tầng như giao thông, thủy lợi và các hạ tầng khác thì gây sụt sạt rất là lớn, rất là thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Để mà thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp kế hoạch phòng chống thiên tai của năm 2021, thì ngay từ đầu năm, huyện đã tập kết đánh giá và đề ra các nhiệm vụ ngay từ đầu mùa mưa để trước hết là thực hiện công tác phòng tránh ứng phó là chính, đấy với phương châm là bốn tại chỗ. Trên tinh thần là có kế hoạch cụ thể dự phòng những điểm nguy cơ diễn ra thiên tai để có những phương án di rời người dân đến nơi an toàn. Thứ hai đó là rà soát các phương án, đề ra các phương án đối với các hộ dân cư nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao để có phương án di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Cái thứ ba đó là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cảnh báo thiên tai, đồng thời là đưa kịp thời thông tin những loại hình thiên tai trên địa bàn để làm sao người dân nắm biết được phòng tránh. Để trên tinh thần đó thì từng bước nâng cao cái khả năng phòng tránh cũng như ứng cứu khi thiên tai xảy ra. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Mường Tè đã triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị để có kế hoạch và phương án đối phó kịp thời. Đặc biệt là tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống gió lốc, mưa đá, lũ lụt và trượt lở đất đá, đồng thời rà soát các khu dân cư ở những nơi nguy hiểm, xung yếu để di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Phòng chống thiên tai, lụt bão gió lốc ấy thì cứ 10 năm thì cứ theo là trên chỉ đạo phòng chống lụt bão đấy, thứ nhất là để là đảm bảo ấy là nhà cửa, cũng là tuyên truyền cho bà con là thứ nhất là bảo vệ tài sản và con người. Thứ nhất là nhà phải là chống bão, đấy, lấy cây nẹp vào cho nó chắc. Đấy, cái thứ hai để đảm bảo về con người khi nào có mưa gió lớn tránh để đảm bảo những là tính mạng con người chứ không đừng ra ngoài. Đấy, phải vào trong nhà đóng cửa kín. Thì nếu ra ngoài đấy thì sợ là tôn hoặc bờ đô gió bay không va vào đầu người. Mà để đảm bảo hơn nữa là có thể là chống, nhà có thể là chống bằng cây chống này để khỏi khung nhà, khỏi siêu vèo, mà chống mái để khỏi là tốc mái. Thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2021, huyện Mường Tè đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt phương châm, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả. Trong đó lấy phòng tránh là chủ yếu theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy, lực lượng, hậu cần, vật tư tại chỗ, ứng cứu kịp thời khi thiên tai xảy ra. Trong đó, tuyên truyền vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước thiên tai được huyện đặc biệt coi trọng. Công tác tuyên truyền phòng chống gió lốc thì nghĩa là xã cũng cái chỉ đạo tuyên truyền tới các hộ dân cách phòng chống thiên tai như mưa đá, gió lốc, lũ ống, lũ quét,
tuyên truyền lồng ghép các cuộc họp của dân đến từng hộ gia đình. Đối với công trình kè chống sói lở bảo vệ khu dân cư và hoa màu trên địa bàn huyện cũng đã được thanh thải dòng chảy. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện hướng dẫn nhân dân sửa chữa, gia cố lại các công trình và nhà ở, chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương rà soát các hộ gia đình sinh sống ở các điểm xung yếu, vận động các hộ dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm trước mùa mưa lũ để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con, cũng như giảm nhẹ thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn của huyện Than Uyên xuất hiện nhiều trường hợp bị chó mèo cào cắn. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Than Uyên đang tăng cường các biện pháp chỉ đạo trong việc tiêm phòng cũng như là nuôi nhốt chó mèo tại tất cả các bản, đồng thời tuyên truyền người dân khi bị chó mèo cắn thì cần đến ngay trạm y tế để tiêm phòng. Gia đình của anh Lò Văn Buôn, bản Khi Một, xã Phúc Than nuôi 3 con chó. Theo anh, hiện nay là thời điểm nắng nóng, chó mèo rất dễ mắc bệnh dại. Thời gian trước đây trong bản đã có vài trường hợp chó bị dại cắn, gây nguy hiểm, nên việc thực hiện nuôi nhốt chó được gia đình anh đặc biệt chú trọng. Nhà tôi nuôi 3 con chó, mùa này là mùa nóng. Chó rất dễ bị bệnh dại. Mấy năm trước thì thôn bản chúng tôi đã chó bị bệnh dại, nên tôi tiêm phòng và xích chó để lại để nó an toàn. Hiện nay trên địa bàn của xã Phúc Than có khoảng 3.300 con chó mèo. Năm 2019, trên địa bàn của xã đã có trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong do gia đình không thực hiện việc tiêm phòng sau khi bị chó dại cắn. Để chủ động phòng chống bệnh dại, xã Phúc Than đã khuyến cáo tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân khi nuôi chó mèo phải thực hiện nuôi nhốt, không được thả rông, đồng thời thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ cho chó mèo. Đối với xã Phúc Than tôi thì có khoảng 3.300 con chó mèo. Thì ngay từ đầu năm 2021 chúng tôi đã triển khai các hội nghị và tuyên truyền tới nhân dân các biện pháp để tiêm phòng dịch cho chó mèo và khuyến cáo bà con là nhốt chó và cũng như là tránh tình trạng là để thả rông chó trong cái mùa khô hanh và cũng như là mùa dịch, và từ đó là để người dân tuyên truyền và thực hiện tốt cái công tác tiêm phòng dịch của đầu năm 2021. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn của huyện Than Uyên có 72 người bị chó mèo cào cắn, tăng 10 người so với cùng kỳ của năm trước. Trong đó, số người được tư vấn tiêm vaccine phòng dại là 44 trường hợp. Để chủ động phòng chống bệnh dại, huyện Than Uyên đang tích cực thống kê, theo dõi đàn chó mèo trên địa bàn. Đồng thời, để chủ động ngăn chặn bệnh dại, huyện cũng đang tích cực tuyên truyền người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo đầy đủ để miễn dịch. Ngoài ra, không thả rông vật nuôi, phải đeo dọa mõm mỗi khi cho vật nuôi ra đường. Đối với các trường hợp bị chó mèo cào cắn, cần phải đến các cơ sở y tế thực hiện tiêm phòng dại, không được tự ý điều trị bằng thuốc nam, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Để giảm thiểu những cái trường hợp này thì cũng xin khuyến cáo với bà con là trong cái việc là chăn nuôi chó thì khi mà cũng không nên thả rông, và nếu thả rông thì cần phải có dọa mõm. Thế và đặc biệt là khi bị chó cắn thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn tiêm phòng dại kịp thời, tuyệt đối tránh cái tình trạng là khám chữa bệnh bằng thuốc nam hay bằng các phương pháp dân gian, thì sẽ có khi mà thì những cái phương pháp đó hiện nay chưa không có hiệu quả, và nếu như bị bệnh dại thì chắc chắn là sẽ không có phương pháp để cứu chữa. Để phòng chống bệnh dại hiệu quả, mỗi gia đình cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia quản lý tốt đàn vật nuôi của gia đình, tuyệt đối không tiếp xúc với con vật bị dại, nghi dại và không mua bán vận chuyển chó mèo khi không biết rõ nguồn gốc, chủ động tiêm phòng vaccine cho chó mèo, và khi tiếp xúc hoặc bị chó mèo cào cắn thì cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý vết thương, tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, để cây ngô vụ đông xuân sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo năng suất chất lượng, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cán bộ chuyên môn và bà con nông dân tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng, như là thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng để phát hiện sớm các loại sâu bệnh phát sinh, từ đó có biện pháp phòng trừ kịp thời, phù hợp. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ ngô đông xuân 2020-2021, xã Bản Giang, huyện Tam Đường trồng 100 ha, tập trung ở Bản Giang, Tần Phú Nhiêu, Nà Cơ. Những ngày này, nông dân đang tất bật với việc chăm sóc cây ngô vụ đông xuân. Nhiều năm qua, xã Bản Giang luôn là địa phương đi đầu trong sản xuất cây ngô vụ đông của huyện Tam Đường. Để cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh, đạt sản lượng cao,
cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền người dân tích cực chăm sóc, bón phân và phòng trừ các loại sâu bệnh hại ngô. Hôm nay cái diện tích ngô xuân sớm của xã Bình Giang đã tăng hơn của năm ngoái vào khoảng 100 ha. Hiện tại thì bà con đang chăm sóc của cái ngô cũng đã có chiều cao khoảng tầm 30-40 cm rồi. Nói chung là cây cũng vào khoảng tầm 6-8 lá. Hiện tại thì năm nay cây ngô phát triển và sinh trưởng cũng khá tốt. So với năm ngoái thì cái mật độ sâu bệnh cũng như là sâu hại thì nó có giảm hơn chút. Đó là do cái công tác tôi đang tập trung chỉ đạo cái lĩnh vực chuyên môn, tăng cường công tác tuyên truyền, động viên bà con là tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ cái cây ngô, đặc biệt là phòng chống sâu bệnh hại. Thì cùng với cái ý thức của bà con thì cái nhận thức của bà con cũng có năm nay cũng làm tốt cái công tác phòng chống sâu bệnh, cho nên như vậy mà cái mật độ sâu bệnh nó có giảm hơn. Và hiện tại thì chúng tôi đang tăng cường tiếp tục tuyên truyền vận động bà con là tiếp tục chăm sóc để đảm bảo cái diện tích cây ngô sinh trưởng phát triển tốt trong giai đoạn hiện nay. Để đảm bảo tiến độ sản xuất ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, các cán bộ của phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp với các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động bà con tích cực làm đất, xuống giống ngô đông xuân, sử dụng các loại phân bón phù hợp. Ngoài ra khuyến cáo bà con sử dụng giống ngô lai trung ngắn ngày, thích nghi với điều kiện thời tiết của địa phương, năng suất chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng ngô xuân sớm, chính vụ và hạn chế trả muộn. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc giúp nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả, phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, chủ động nước tưới để đảm bảo cho cây ngô phát triển tốt. Thời điểm này, ngô trà sớm đang trong giai đoạn từ 5 đến 7 lá, trà chính vụ đang trong giai đoạn từ 3 đến 5 lá. Cây ngô tổng diện tích gieo trồng là 490 ha, thì hiện nay đang trong giai đoạn là từ 7 đến 9 lá, thì cũng chuẩn bị chỗ. Thì về phía diện tích cây ngô thì cũng xuất hiện rải rác một số loại sâu, là sâu keo mùa thu, cái diện tích gây hại nó khoảng trên 2 ha. Thì sau khi xuất hiện các đối tượng gây hại thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng đã phối với chính quyền địa phương hướng dẫn người nông dân là phòng trừ được kịp thời. Để chủ động chăm sóc bảo vệ diện tích cây ngô vụ đông, ngành chuyên môn và các xã thị trấn đang bám sát, theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, từ đó đưa ra các dự báo khuyến cáo về tình hình sâu bệnh và các biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp cho bà con nông dân. Trên cơ sở khuyến cáo của đơn vị chuyên môn, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và bà con nông dân cũng đang chủ động thực hiện đúng, đủ, hiệu quả các biện pháp chăm sóc bảo vệ cây ngô vụ đông. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.